Kim Hoa xin kính chào quý khán thính giả của DKN Thời sự. Trong chương trình tin chuyên đề ngày hôm nay, mời quý vị nghe bài phân tích của chuyên gia với nhan đề Quốc gia này có thể là yếu tố thay đổi cuộc chiến ở Ukraine. Khả năng quân sự của Nga có thực sự yếu hơn những đánh giá trước đây. Khả năng phục hồi và thích ứng của quân đội Nga hiện vẫn đang khiến phương Tây bối rối và bắt đầu lo sợ. NATO cần thay đổi những gì? và vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình đó quan trọng như thế nào Chuyên gia quân sự đã chỉ ra những điểm đó và hiến kế tận dụng Thổ Nhĩ Kỳ cho lợi thế của Ukraine và NATO. Gấu bị thương vẫn còn móng vuốt Những rắc rối quân sự của Nga trong giai đoạn đầu của cuộc chiến mở rộng chống lại Ukraine vào năm 2022 đã thúc đẩy một làn sóng phân tích quân sự, mô tả quân đội Nga yếu hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây và đặt câu hỏi tại sao phương Tây lại sai lầm đến vậy tuy nhiên hai năm sau cuộc chiến các nhà phân tích phương tây một lần nữa ngạc nhiên về tốc độ mà nga có thể vượt qua những tổn thất lớn và tái thiết cũng như tái trang bị lực lượng của mình một lần nữa làm dấy lên nỗi ám ảnh của phương tây về chiến thắng quân sự hoàn toàn của nga bằng cách tăng mạnh ngân sách quốc phòng thích nghi với những bài học từ chiến trường và dựa vào liên minh công nghiệp quốc phòng với trung quốc và iran Nga đã tái thiết lực lượng của mình theo cách đe dọa làm mất ổn định hệ thống phòng thủ của Ukraine và có thể đã khôi phục đủ năng lực để gây ra mối lo ngại thực sự về hệ thống phòng thủ của NATO ở những nơi khác. Điều này sẽ thúc đẩy các nhà lãnh đạo tại các nước NATO tự hỏi liệu liên minh hiện có khả năng ngăn chặn hoặc đánh bại NATO trên chiến trường hay không. Đây không phải là câu hỏi đơn giản chiến tranh không chỉ là vấn đề về tổng sản lượng kinh tế mà còn là ý chí quốc gia, sự gắn kết của liên minh địa lý và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Javus Tugazi, một tướng ba sao vừa nghỉ hưu trong lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, đã có bài viết trên trang của Hội đồng Đại Tây Dương. Chỉ ra thế mạnh của việc NATO biết cách ứng xử đúng với Thổ Nhĩ Kỳ để tận dụng nguồn lực rất mạnh của nước này cho lợi ích của NATO và cho cuộc chiến ở Ukraine. Sau đây là những nội dung chính trong bài phân tích của ông. Trong hai năm qua, Nga đã rút ra được những bài học quan trọng từ cuộc chiến và đã xoay sở để chuyển đổi một phần lực lượng vũ trang của mình để đáp ứng các yêu cầu tác chiến của thời đại kỹ thuật số. Thông qua cuộc xâm lược, lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đã phát triển được khả năng tác chiến, thông thường mạnh mẽ, mặc dù tốn kém, và một cấu trúc chỉ huy đã được thiết lập. Thì các khả năng quan trọng, chẳng hạn như huy động, sơ tán, điều trị y tế và sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng được đưa vào tính toán. Kinh nghiệm mà Điện Kremlin có được từ chiến trường Ukraine có thể có những tác động quan trọng đối với khả năng phòng thủ tập thể của NATO. Các liên minh trên thực tế xuất hiện cùng với cuộc chiến cũng mang theo những dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Sự hợp tác của Nga với Iran và sự đóng góp của Trung Quốc và Triều Tiên cho nỗ lực chiến tranh của Nga là những dấu hiệu quan trọng của bối cảnh an ninh toàn cầu mới. So với phe trục trong Thế chiến thứ hai hay Hiệp ước Warsaw trước đây của thời Xô Viết, trục này có thể gây ra mối đe dọa hiệu quả và mạnh mẽ hơn đối với phương Tây xét về mặt tương đối. Các nguồn lực và sức mạnh toàn cầu của Liên minh này lớn hơn nhiều so với Liên Xô cũ. Sẽ không đơn giản để thiết lập sự cân bằng quyền lực với một nhóm như vậy hoặc để ngăn chặn nó. Trong một vài trường hợp, nó sẽ yêu cầu các thành viên liên minh phải làm nhiều hơn để tận dụng sức mạnh ngày càng tăng của một trong những quốc gia có ảnh hưởng nặng nề nhất của liên minh, trong các vấn đề kinh tế và quân sự, đó chính là thổ nhĩ kỳ. Liên minh có thể phải làm nhiều hơn những gì đã làm cho đến nay. Tiếng vang xung đột toàn cầu. Mặc dù cuộc chiến của Nga đối với Ukraine đang được tiến hành ở Đông Âu, nhưng những diễn biến quan trọng ở các khu vực khác trên thế giới như châu Phi và Trung Đông có thể liên quan đến nó. Đảo chính quân sự ở lục địa châu Phi mang dấu ấn Nga và đã dẫn đến việc giảm khả năng tiếp cận và hợp tác quân sự của Mỹ và Pháp. Cuộc chiến ở Gaza, ngoài việc là một thảm họa nhân đạo, còn làm gia tăng tình cảm chống Israel và chống phương Tây, đặc biệt là ở miền Nam bán cầu, gây áp lực lên Nga và làm lợi cho Trung Quốc. Quốc phòng của Ukraine đã bộc lộ những lỗ hổng đáng kể trong năng lực công nghiệp quốc phòng của liên minh NATO đặt ra câu hỏi về khả năng huy động cho các cuộc xung đột thông thường kéo dài. Những cuộc khủng hoảng như căng thẳng Trung Quốc Đài Loan và các vụ thử tên lửa của Triều Tiên đã phủ bóng tối u ám lên những cuộc đối thoại như vậy. Xét thấy rằng, một số cơ chế an ninh trước đây, chẳng hạn như các thỏa thuận kiểm soát vũ khí chiến lược và hiệp ước về các lực lượng thông thường ở châu Âu, không còn hiệu lực. Môi trường đe dọa toàn cầu đối với NATO đang trở nên tồi tệ hơn với tốc độ đáng báo động. NATO đã nhận thấy môi trường đang thay đổi và đã thực hiện các bước hướng tới tăng cường khả năng gian đe và một cấu trúc an ninh toàn cầu đáng tin cậy. Các nhà hoạch định chiến tranh đều hiểu rằng không phải lúc nào cũng rõ ràng đối với công chúng ở các quốc gia NATO rằng để có hiệu quả, khuôn khổ chiến lược và hoạt động của NATO cần tích hợp đầy đủ các khả năng quân sự và kỹ thuật đang phát triển của tất cả các thành viên NATO, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ tuy nhiên các bước kết nạp thành viên nato cũng là thành viên liên minh châu âu eu nhằm giữ các thành viên không thuộc eu của liên minh nằm ngoài cơ cấu công nghiệp quốc phòng và quân sự của eu cho thấy có thể có vấn đề cải tổ và tái tập trung nato nato trong chiến tranh lạnh tập trung vào việc phòng thủ chống lại các mối đe dọa trong khu vực ngày càng đảm nhận một sứ mệnh rộng hơn và toàn cầu hơn lập trường này thể hiện trước hết ở khu vực với sự can thiệp vào vùng Balkan, sau đó trên toàn cầu với sự can thiệp vào Afghanistan và Libya. Tuy nhiên, việc NATO rút khỏi Afghanistan đã tạo ra nghi ngờ về tính hiệu quả và uy tín toàn cầu của tổ chức này. Điều quan trọng là NATO phải học được những bài học quan trọng từ những cuộc khủng hoảng trong quá khứ và đặc biệt là từ cuộc chiến hiện tại của Nga và điều chỉnh cấu trúc của mình theo cách hợp lý. Theo khái niệm chiến lược được công bố vào năm 2022, NATO dự kiến sẽ xem xét lại các cơ cấu chỉ huy để thích ứng với tình hình an ninh hiện nay. Trong bối cảnh này, một trong những vấn đề quan trọng nhất mà NATO đang nỗ lực giải quyết là sử dụng hiệu quả các công nghệ thời đại kỹ thuật số cho mục đích quốc phòng. Cấu trúc chỉ huy, thường trực và có sự tham gia của các nhân viên quốc tế của NATO là một nhân tố quan trọng, tăng cường sức mạnh. Việc xem xét lại cấu trúc chỉ huy của NATO trong thời gian tới với cách tiếp cận dựa trên khái niệm trận chiến không gian đất liền cũng như khái niệm hoạt động đa miền sẽ cho phép NATO đáp ứng hiệu quả các nhu cầu của thời đại. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số này và trí tuệ nhân tạo AI có tác động đáng kể đến các hoạt động chỉ huy và điều khiển C2, một hệ thống C2 dựa trên vòng lập OODA, quan sát định hướng quyết định hành động và sử dụng Big Data và AI đã trở thành một nhu cầu cấp bách hệ thống này sẽ có tác động đáng kể đến phần mềm phần cứng và quan trọng hơn là các quy trình làm việc tại trụ sở các sĩ quan và chỉ huy cần phải quen với việc làm việc theo cách tập trung và dữ liệu cách tiếp cận này sẽ có những tác động đáng kể đến cấu trúc chỉ huy của nato cả về mặt vật lý và về mặt quy trình làm việc tự nhiên việc tăng tốc chu kỳ quyết định quân sự sẽ là một nhân tố quan trọng trong tăng cường sức mạnh NATO đã đạt được một khả năng quan trọng bằng cách thiết lập các cơ sở chỉ huy cấp quân đoàn có tính sẵn sàng cao trong cơ cấu lực lượng của mình. NATO cũng có thể xem xét các trụ sở này và đưa ra các học thuyết mới để đáp ứng các yêu cầu hiện nay. Kết hợp với khả năng C2 được tăng cường AI, các đơn vị có người điều khiển và không có người điều khiển có thể nâng cao hiệu quả của các trụ sở này. Việc hiện thực hóa các đơn vị không người lái, được tài trợ chung có thể làm tăng tính hiệu quả của cơ cấu lực lượng NATO. Lập kế hoạch phòng thủ phải là một lĩnh vực trọng tâm khác cho việc chuẩn bị cho tương lai. Trong kế hoạch phòng thủ của NATO, đặc biệt là trong việc xác định các yêu cầu hoạt động, việc chuyển từ cách tiếp cận dựa trên năng lực sang cách tiếp cận dựa trên mối đe dọa và công nghệ sẽ phù hợp và hữu ích trong việc hướng dẫn các nước đồng minh chuẩn bị lực lượng do thời chiến tranh lạnh, NATO không còn xa lạ với cách tiếp cận dựa trên mối đe dọa và cách tiếp cận tương tự, nên có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh an ninh hiện nay. Ngoài ra, cần chú trọng hơn vào việc khai thác các nguồn lực, công nghệ để xây dựng năng lực quân sự, tích hợp các sản phẩm có sẵn trong cấu trục này và khuyến khích thiết kế các khái niệm và hệ thống trong tương lai bằng cách sử dụng các phương pháp kỹ thuật số hệ thống lập kế hoạch quốc phòng cũng sẽ góp phần thiết lập và duy trì một cơ sở công nghiệp công nghệ quốc phòng dtib vững chắc trên toàn liên minh nato đã thực hiện các biện pháp quan trọng để tăng cường gian đe và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu ở biên giới phía đông những biện pháp này có thể được xem xét lại để bao gồm các khu vực quan trọng như châu phi đương nhiên các biện pháp được thực hiện sẽ không giống như các biện pháp ở biên giới phía đông những sửa đổi phải tính đến các điều kiện và nhu cầu an ninh của các khu vực cụ thể. Những đóng góp trong quá khứ và tiềm năng của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 72 năm làm thành viên, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ của mình đối với NATO. Thổ Nhĩ Kỳ là nền tảng trong việc ngăn chặn sự xâm lược, đồng thời có những đóng góp quân sự và chính trị mạnh mẽ cho các hoạt động của NATO ở Bosnia và Kosovo. Tại Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý vận hành sân bay ở Kabul sân bay này rất quan trọng đối với sứ mệnh của liên minh trong giai đoạn quan trọng nhất nước này đã đảm nhận thành công vai trò chỉ huy lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế và hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một quốc gia khuôn khổ gần đây hơn ankara đã sơ tán thành công nhân viên nato cũng như các nhân viên chính trị và quân sự khỏi sân bay trong điều kiện hết sức khó khăn và có sự phối hợp của các đồng minh trong một số trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp ứng ngay lập tức các yêu cầu cảnh báo trên không của NATO, bất chấp nhu cầu của chính họ. Ngoài ra, những đóng góp quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ cho việc phòng thủ tên lửa cũng được Liên minh biết đến. Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ TAF của những năm 2020 là một tổ chức chiến đấu giàu kinh nghiệm và thành công. TAF đã tiến hành các hoạt động ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Syria và Iraq. Các hoạt động này bao trùm một phạm vi rộng từ các hoạt động cổ điển đến gìn giữ hòa bình và bao gồm các nhiệm vụ chuyên biệt ở khu vực miền núi. Việc lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động ở Libya, Syria và Caucasus đều đòi hỏi năng lực và tính chuyên nghiệp đáng kể. Hầu hết tất cả các nhiệm vụ được thực hiện đều ở cấp quy mô chiến lược hoặc hoạt động. Việc lập kế hoạch, chuẩn bị, thực hiện và lập kế hoạch lại các hoạt động này trong khuôn khổ các hoạt động tiếp theo đòi hỏi tính chuyên nghiệp đáng kể các hoạt động này phải đối mặt với nhiều loại đối thủ điều kiện địa lý thách thức hậu cần và rủi ro thương vong khác nhau thể hiện rõ hơn tính linh hoạt và khả năng sẵn sàng chiến đấu của TAF TAF là một trong những quân đội dẫn đầu thế giới trong việc sử dụng các hệ thống không người lái đặc biệt là máy bay không người lái UAV ngành công nghiệp quốc phòng và dịch vụ quân sự của thổ nhĩ kỳ đã đạt đến một trình độ quan trọng trong việc chuẩn bị các ý tưởng chiến đấu cũng như thiết kế sản xuất và sử dụng các hệ thống không người lái kinh nghiệm thu được trong lĩnh vực uav cũng dẫn đến những phát triển quan trọng cho phương tiện không người lái trên biển usv và phương tiện mặt đất không người lái ugv lực lượng vũ trang thổ nhĩ kỳ tiếp tục quá trình chuyển đổi sang thời kỳ kỹ thuật số với mức độ sẵn sàng chiến đấu cao và sự hỗ trợ đáng kể của ngành công nghiệp quốc phòng khả năng quân sự được cải thiện của ankara sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho an ninh toàn cầu và NATO. Những tiến bộ về công nghệ quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ, kết hợp với kinh nghiệm chiến đấu gần đây, vị trí địa lý có giá trị chiến lược và các nguồn lực liên quan đến quân sự, đặc biệt là năng lực công nghiệp và nhân lực, có nghĩa những đóng góp tiềm năng trong tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ cho liên minh thậm chí còn quan trọng hơn những đóng góp mà nước này đã đạt được trong quá khứ. Những trở ngại Thật không may, vì nhiều lý do NATO đã không thể sử dụng đủ năng lực của Thổ Nhĩ Kỳ. Một lý do là thái độ của một số thành viên đối với Đảng Công nhân Người Cớt, PKK và chi nhánh ở Syria của đảng này được gọi là PYD. Đương nhiên người Thổ Nhĩ Kỳ coi PKK là một mối đe dọa hiện hữu và Ankara kỳ vọng các đồng minh sẽ đứng về phía họ. Nhưng một số đồng minh lại ủng hộ nhóm này một cách ngầm hoặc trực tiếp hơn thông qua chi nhánh ở Syria. Thứ hai, lập trường của Ankara đối với tổ chức khủng bố Fethullah, FETÖ, tổ chức bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính năm 2016 chống lại chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, cũng gặp phải sự hoài nghi và coi thường của một số thành viên liên minh. Tình cảm chính trị trong nước ở các quốc gia thành viên NATO đôi khi tạo ra sự phản kháng trong việc ủng hộ liên minh và dư luận Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên bị nhắm tới và dễ bị kích động thông qua các hành động khiêu khích liên quan đến tôn giáo ví dụ việc đốt kinh koran ở thụy điển và phần lan hai quốc gia đang trong quá trình trở thành thành viên mới của nato đã vượt quá giới hạn không thể chấp nhận được đối với người dân chủ yếu theo đạo hồi ở thổ nhĩ kỳ từ quan điểm quân sự những vụ việc này chứa đựng những bài học quan trọng và tác động sâu sắc đến sự gắn kết và thống nhất của nato chúng có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho trọng tâm sự gắn kết của nato từ đó có thể làm tổn hại đến khả năng sẵn sàng hoạt động chung của liên minh Cuối cùng, các lệnh cấm và hạn chế về công nghiệp quốc phòng của một số đồng minh cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ và NATO. Phần kết luận Cuộc chiến của Nga với Ukraine và những diễn biến đang diễn ra khác về an ninh toàn cầu cho thấy NATO cần phải thực hiện các biện pháp quan trọng trong tương lai để giúp tổ chức này có khả năng ứng phó với các mối đe dọa an ninh của thời đại kỹ thuật số. Theo nghĩa này, điều quan trọng là vừa củng cố sự gắn kết của NATO, vừa thực hiện các sửa đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nỗ lực này, việc xem xét vai trò của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ trong sự trỗi dậy chiến thắng của NATO sau chiến tranh lạnh sẽ mang lại những hiểu biết hữu ích về tư thế, khả năng sẵn sàng chiến đấu và lập kế hoạch phòng thủ trong tương lai của NATO sẽ là chưa đủ nếu các quan chức quân sự và dân sự của liên minh NATO nhận ra sự cần thiết phải có một chiến lược thổ nhĩ kỳ tốt hơn trong tương lai. Chính phủ các quốc gia ở các quốc gia thành viên cần xem xét lại các hạn chế và hành động trong quá khứ phù hợp với nhu cầu này. Thưa quý vị, mục tin chuyên đề xin được tạm dừng tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những phân tích và bình luận mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại